Sơn Bi. Em với cả Lily mong di chuyển đến ngõ 15 đường Hà Phong gấp. Thằng cu chúng ta trong lúc vận chuyển vũ khí đã bị lộ vị trí và băng đảng Rimen đã bị lập. Hiện tại băng đảng Rimen đang truy sát cậu ta. Em và Lily mong di chuyển tới đó để hỗ trợ cậu ta. Vâng, em sẽ di chuyển đến đó nghe. Lily, chúng ta có chuyên án rồi, lên lầu di chuyển thôi. Vâng chị. Chúng ta đi thôi. Chúng mày có muốn chơi vào lò một tí không? Nghe vui đấy. Ok. Lên. Vô dụng. Lại đồ. Bơ. Các cậu, tại sao các cậu đến được đây vậy? Em nghe sếp. Lúc đó sếp đã biết và liên lạc với chúng tôi. Vâng, bọn em hiểu rồi ạ. Sếp gửi cho em vị trí đi ạ. Được, bây giờ anh sẽ gửi vị trí cho em ngay. Theo định vị, chúng tôi đã tìm được đến đây. May quá. Các cụ. Có sao chứ anh? Hai cậu mau mang lô súng về cho sếp đi. Tiến Anh. Anh Tiến Anh. Anh Tiến Anh. Lily, chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ cho cậu ấy thôi. Mau mang kho súng về cho sếp. Vâng chị. Nó vào chuyện đã bắt bọn mình rồi. Hả? Lũ ngu này. Chú mày, lại đây. Ok đại ca. Đúng không? Đi. Đi rồi. Lũ ngu này không biết có làm được việc không. Có thấy ai không? Không thấy. Vào rồi. Chị Trang Bi, chúng nó đông quá, thì sao hả chị? Chúng ta tùy cơ ứng biến thôi, bằng mọi giá. Không thể đánh mất lô súng mới này được. Vâng chị. Kéo ta lên mày thằng ngu.
Tao lên. Ui, mày tay. Kéo tay ra lên. Đi đâu xong, ăn hại đi. Mang đến sở chỉ huy thôi. Vâng chị. Ngu này.